Hội đồng Nhân dân huyện Trạm Tấu vừa tổng kết đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân huyện Trạm Tấu đã tổ chức 14 kỳ họp, ban hành 66 nghị quyết, quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thực hiện 64 cuộc giám sát trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tiến hành 161 cuộc tiếp xúc với trên 10.000 lượt cử tri tham gia, tiếp thu tổng hợp 800 ý kiến, kiến nghị và trả lời thỏa đáng tới cử tri. Trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân huyện Trạm Tấu tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân đã được thông qua, tổ chức có hiệu quả các cuộc tiếp xúc cử tri, trọng tâm là tăng cường tiếp xúc với cử tri tại các thôn bản vùng sâu vùng xa, đồng thời mở rộng đối thoại trực tiếp với cử tri.